Video này tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị công cụ đó là các bộ lọc màu. Thì anh chị có thể nhìn xuống phía dưới cùng đó, cái phần bộ lọc này anh chị nhấn vào. Thì trong đây gồm có nhất là bộ lọc màu nè, thứ hai là hiệu ứng của video, ba là điều chỉnh bằng tay. Thì đầu tiên mình sẽ đi về cái phần bộ lọc. Thì đầu tiên á, thì anh chị nhìn trên màn hình chính đi. Đúng, bây giờ mình sẽ chọn một cái bộ lọc màu dành riêng cho nó và để cái sự thay đổi của nó như thế nào nha. Mình chọn là Travel, thì clip của mình liên quan tới du lịch mà, thì cảnh này flycam, thì mình sẽ chọn một cái màu phù hợp cho nó nha. Rồi. Đó, thì theo tôi cảm thấy cái màu này hợp cái gì đó, tôi sẽ nhấn vào dấu tích màu cam ở phía dưới. Ở dưới đây thì có ghi áp dụng cho clip hiện tại và tất cả clip, thì tôi chỉ áp dụng cho clip này thôi. Còn clip sau thì nó màu sắc nó thay đổi như thế nào thì mình có thể tùy chỉnh thêm. Nhấn vào dấu tích màu cam này. Rồi, thế là mình đã áp vào nó vào cái clip này rồi. Thì bây giờ tôi muốn tìm một clip khác nữa. Nên clip ban đêm này đi. Đó, tôi sẽ tìm một cái màu phù hợp cho clip ban đêm này. Mình tiếp tục trở về các dưới đây nè. Đó, Travel, Film, Hot. Đó, mình bắt đầu tìm cho mình một cái bộ lọc phù hợp nhất. Còn không thì mình sẽ tinh chỉnh bằng tay. Nha, bây giờ tôi sẽ tìm các bộ lọc phù hợp cho nó. Rồi, ban đêm tôi thấy cái này phù hợp với gì thì tôi sẽ chọn nó. Đó, nhấn vào dấu tích màu cam. Ở dưới thì nhấn cho clip hiện tại thôi, tích vào nó. Rồi, vậy thôi. Trở về clip ban đầu nè. Rồi, khá là đẹp đúng không? Xong cái phần bộ lọc màu nha, đơn giản thôi. Chỉ cần tìm cho mình một bộ lọc màu yêu thích. Đó, còn muốn trong đây tất cả này đều không ưng ý mình có thể vào cái phần cửa hàng nhỏ nhỏ ở phía bên tay phải phía trên. Đó, mình nhấn vào. Rồi mình sẽ tìm một cái bộ lọc màu nào đó mình có thể tải về. Trong đây gồm có 1, 2, 7 cái. Đó, mình thích cái nào thì mình nhấn tải về thôi. Rồi, quay lại. Rồi chúng ta sẽ đến phần tiếp theo là phần hiệu ứng. Nhấn vào phần hiệu ứng nè. Rồi xem nha, cùng xem nè. Rồi chọn cái hiệu ứng đầu tiên nha. Trong đây gồm có nè. Đó, chia màn hình nè, chia màn hình làm 3 nè, chia màn hình làm 2 nè. Rồi tôi sẽ chọn chia màn hình làm 2. Đó, anh chị nhìn xem ở trên màn hình kìa. Đó, nó có chia màn hình của mình làm 2 cái. Đó, nhìn lại nè. Tôi không thích nữa, tôi muốn chọn cái khác. Anh chị nhìn phía trên có cái nút quay lại nè, nhấn vào nút quay lại, nó trở về bình thường. Mình sẽ tìm tiếp các hiệu ứng khác đó, chẳng hạn như Dynamic nè. Rồi, chọn thử một cái đây nha. Rồi, cho video chạy thử nè. Đó, dừng lại. Khá là hay nhưng mà nó không phù hợp à, tôi sẽ không chọn nó. Tiếp nó trở về vị trí như cũ. Rồi, rồi mình sẽ tìm hiểu thêm các hiệu ứng khác nữa nha. Hiệu ứng là méo mặt nè. Đó. Rồi, qua đây là hiệu ứng click. Tôi sẽ chọn một cái click nha. Rồi. Đó, hiệu ứng này dành cho hiệu ứng màu, dành cho cái bộ phim cũ, bộ lọc màu phim cũ đó. Cũng không phù hợp luôn. Tùy theo cái nhu cầu của các bạn, bạn có thể làm cho nó phù hợp hơn. Riêng tôi thì tôi thấy bình thường là cái hợp nhất rồi. Rồi, tôi sẽ bỏ đi. Nhấn một lần nữa trở về như cũ. Rồi, thì bỏ bộ lọc. Nhấn vào dấu tích. Cuối cùng thì mình tới cái phần điều chỉnh. Đó, phần này khá là quan trọng. Nếu như các bạn am hiểu về màu sắc thì các bạn có thể chỉnh bằng tay. Nó sẽ giúp cái video của bạn trông bớt mắt hơn rất nhiều. Rồi, nhấn vào phần điều chỉnh. Đó, các bạn thấy phần điều chỉnh hay không? Và phần đầu tiên chính là cái ánh sáng. Bạn thử cái thanh ánh sáng nha. Đó, kéo lên thì ánh sáng sẽ tăng lên, hạ xuống thì ánh sáng hạ xuống. Thì cái này mình quay đủ sáng rồi, mình nghĩ để ánh sáng là bình thường hoặc là cách tốt nhất. Phần tiếp theo là phần độ tương phản. Đó, mình cứ kéo lên mình xem thử. Nhà tôi cần độ tương phản tăng lên một xíu. Tăng lên 6 thôi là đẹp rồi. Này, tiếp theo là phần độ bão hòa này. Rồi, độ hòa phải tăng lên. Rồi tăng tầm 21 là đẹp rồi. Cùng xem lại video nha.
Tiếp theo, thanh tiếp theo chính là thanh làm sắc nét thêm. Thì tôi nghĩ cho tăng lên sắc nét cỡ 15 rồi là đẹp rồi. Còn vẫn cùng chính là nhiệt độ. Thanh nhiệt độ này cũng tùy theo video mà mình có thể tăng lên chỉnh, tinh chỉnh cho nó phù hợp. Tôi nghĩ nhiệt độ bình thường vẫn là đẹp nhất. Rồi, thì ở dưới áp dụng cho clip hiện tại thôi. Còn các clip khác thì ví dụ clip ban đêm sẽ khác nhau về mọi mặt ánh sáng rồi, nên tôi chỉ dùng cho đó, chọn về clip hiện tại thôi. Nhấn vào dấu tích. Ok, thế là chúng ta đã có một clip được chỉnh màu hoàn chỉnh, đẹp hơn rất là nhiều so với clip gốc. Rồi, quay lại phía bộ lọc nè. Hiệu ứng và điều chỉnh cũng khá là nhanh, cũng không mất nhiều thời gian đúng không? Tùy vào con mắt cảm nhận của mỗi người mà chúng ta có thể đưa ra được nhiều cái hay hơn. Rồi, về là bằng bộ lọc. Rồi, ok chưa? Thì tôi sẽ kết thúc video tại đây. Thì nó cũng có nhiều đó thôi, mình vì cố gắng mình tìm hiểu, mình bỏ thời gian, mình dày công edit một xíu là thành công rồi. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem. Sau khi hoàn thành tất cả các bước edit rồi á, thì bước cuối cùng tôi sẽ hướng dẫn anh chị đó là cách lưu video làm sao cho đúng. Anh chị nhìn phía bên trên góc bên phải màn hình, thấy chữ lưu không? Anh chị nhấn vào đó. Trong đây gồm có 4 định dạng. Thứ nhất, định dạng bình thường 480, cao 720 và cực rõ là HD và Ultra HD 4K. Thì với tất cả các dòng máy hiện nay thì mình có thể chọn là từ cao cho tới cực rõ 1080. Mình nhấn vào đó nha. Tôi sẽ chọn 1080 là phù hợp với tất cả các dòng máy hiện nay. Rồi, chúng ta phải cho thời gian máy load. Bạn là thêm mô tả video của mình, còn nếu bạn không thích thì thôi. Ok, thì bỏ thôi rồi. Ok, video của chúng ta đã được render, đã được xuất ra thành công. Thì ở dưới bạn có thể chia sẻ lên Facebook nè, Messenger nè, đó, thêm YouTube, Instagram và nhấn vào 3 chấm cho thêm đi. Đó là bạn có thể thêm rất rất là nhiều ứng dụng khác nữa. Đó, quay về phần sản xuất. Rồi, thì bây giờ chúng ta có thể cùng xem lại video của mình, tất cả chúng ta vừa mới biên tập lại nha. Rồi tôi cho các bạn xem lại video này. You gave me the letter. I guess it was July. You said we'll be better, but I don't know why. I should be so. Close my eyes, imagined you're mine.